là vui ạ. Được đi, lần đầu tiên em được đi hết Hà Nội, được đi tất cả các nơi. Lần đầu tiên em được đi Hồ Gươm này, được đi chơi tất cả những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội. Cảm xúc của em bây giờ rất là tuyệt vời. Mà nhờ giảm được 55 cân cho nên là hôm nay em mới được đi chơi với anh này, được đi ra ngoài, được đi dạo phố này, được đi tất cả mọi nơi, được đi hết tất cả những nơi mà em thích, được nắm tay anh đi dạo hết tất cả những gì mà em chưa từng đến. Cái khi mà mình tới cô ra rồi thì lần đầu tiên mình mới thấy là mình không nghĩ là tại đang có một cái phương pháp mà không can thiệp dao kéo, không có một cái chi xâm phạm đến cái cơ thể của mình hết, mà tại răng mà không có thể giảm cân được. Thì mình lúc đó mình cũng chỉ nghĩ là thôi bèo giặt mày trôi, mình cứ nghĩ là cái cuộc sống bây giờ nó cũng không ý nghĩa gì, thôi thì mình cứ thử đi. Chứ bây giờ tất cả mọi phương pháp đều không được, mình cứ thử sống một ngày mà thà là nó ý nghĩa đi thì mình cứ sống. Vô tình thì nhà cô ra cho mình cái hiệu quả như một phép màu. Bây giờ mình đi ra ngoài, mình đi đến sân bay, không có cái ánh mắt gì của mọi người nhìn mình một cách quái dị, là nhìn mình một cách kỳ thị, kinh khủng hay là ghê hay là như thế nào hết. Mà trái lại người ta còn nói là dễ thương, hoặc là da đẹp, hoặc là thế nào đó. Nói chung là người ta cái thành phần đánh giá mình rất là ít, và hầu như là người ta khen bởi cái sự tự tin, khen bởi cái sự vui vẻ của mình đó. Chứ người ta không có còn nói là kỳ thị mình là người mập hay là người khác người hay thế nào nữa. Cũng đúng. Từ khi mà giảm cân rồi thì nói chung mình đi đâu mình thấy nó cũng vui hết. Mình thấy đi đâu mình cũng biết chăm chút bản thân hơn. Bây giờ là sáng ra ngủ dậy là việc đầu tiên là mình chăm sóc bản thân mình trước. Làm sao cho bản thân mình đẹp nhất có thể, để ngày hôm đó đi ra đường là trong mắt mọi người là mình đầy sức sống cái đã. Cảm ơn Viện Thẩm mỹ Korea đã cho em được cơ hội nở hoa với đời. Hệ thống Viện Thẩm mỹ Korea, cơ sở 1, số 100 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ sở 2, số 1, Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ 1900 0361 hoặc 078 712 2222 để được tư vấn trực tiếp.